Thưa quý vị, trên mạng xã hội thời gian qua lan truyền hình ảnh một người đàn ông thương tích đầy trên mặt đến công an xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên làm đơn trình báo bị cán bộ công an đánh mình. Vụ việc đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, đồng thời nhiều người cũng thắc mắc về diễn biến chi tiết liên quan. Mới đây, công an thị xã Mỹ Hào đã ra quyết định đình chỉ công tác trong thời gian 3 tháng đối với thượng úy THN, người bị tố trong vụ việc để phục vụ công tác xác minh điều tra theo quy định. Chiều tối ngày 5 tháng 7, Công an tỉnh Hưng Yên đã phát đi thông tin liên quan sự việc một người dân tố bị cán bộ công an thị xã Mỹ Hào gây thương tích. Theo thông tin, ngày 3 tháng 7, anh NTH, sinh năm 1985, trú tại thôn Vân Dương, xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào, đến Công an thị xã Mỹ Hào trình báo nội dung. Khoảng 13 giờ cùng ngày, khi lên làm việc với Công an xã Hòa Phong, anh bị thượng úy THN, cán bộ công an xã Hòa Phong có hành vi gây thương tích. Sau đó, Công an thị xã Mỹ Hào đã tiếp nhận trình báo theo thẩm quyền để thụ lý. Ngay khi nhận báo cáo từ Công an thị xã Mỹ Hào, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Công an thị xã Mỹ Hào cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng tiến hành tổ chức xác minh, làm rõ và có hình thức xử lý nghiêm đối với thượng úy THN nếu có hành vi vi phạm. Ngày 4 tháng 7, trưởng Công an thị xã Mỹ Hào đã ra quyết định đình chỉ công tác trong thời gian 3 tháng đối với thượng úy THN để phục vụ công tác xác minh, điều tra theo quy định. Hiện vụ việc vẫn đang được xác minh, điều tra, làm rõ.